Xin kính chào quý vị và các bạn. Việt Nam là một nước đa sắc tộc, trong đó 88% là người Kinh. Theo tài liệu của người Pháp Pierre Gorau năm 1930, thì ở Việt Nam có khoảng 202 dòng họ. Dã Lan Nguyễn Đức Dụ trong cuốn Gia phả khảo luận và thực hành năm 1932 ước tính có khoảng 300 họ. Đến năm 1992, tiến sĩ Lê Trung Hoa trong cuốn Họ và tên người Việt Nam tạm đưa ra danh sách 931 họ. Số liệu này có thể chưa chính xác, nhưng theo tôi được tìm hiểu thì hiện nay đại đa số các nhà nghiên cứu đều cho rằng Việt Nam có khoảng trên 300 họ. Tất nhiên kể cả chính quyền cũng chưa có con số thống kê chính thức về tên họ, chỉ có những con số của một vài tác giả nói trên mà thôi. Dĩ nhiên thì những con số này không phản ánh đúng tình hình tên họ. Muốn có danh sách các hộ đầy đủ, ta phải cậy nhờ vào chính quyền qua các cuộc điều tra dân số. Tuy nhiên, số lượng người dân của các dòng họ lớn thì có rồi. Vậy dòng họ nào là dòng họ mạnh nhất và đông nhất Việt Nam? Chúng ta cùng đến với video top 10 dòng họ mạnh nhất Việt Nam. Xếp ở vị trí thứ nhất, đương nhiên rồi là họ Nguyễn. Họ Nguyễn chiếm 38,4%. 2. Họ Trần 12,1%. 3. Họ Lê 9,5%. 4. Họ Phạm 7%. 5. Họ Hoàng Hai Huỳnh 5,1%. 6. Họ Phan 4,5%. 7. Họ Vũ hay họ Võ 3,9%. 8. Họ Đặng 2,1%. 9. Họ Bùi 2%. 10. Họ Đỗ 1,4%. Theo truyền thuyết, thủy tổ dân tộc Việt Nam là Kinh Dương Vương. Kinh Dương Vương là dòng giống Lạc Việt và là vua nước Việt vào khoảng năm 2879 trước công nguyên. Sau đó, Kinh Dương Vương nhường ngôi cho con là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ và sinh ra 100 trứng, nở ra 100 người con, 50 người con theo mẹ lên núi, 50 người con theo cha về biển. Người con trưởng trong số các con theo mẹ lên núi này là núi Phong Sơn, thuộc huyện Phong Châu, tỉnh Vĩnh Phúc, được tôn làm vua và gọi là vua Hùng. Các vua Hùng được truyền đến đời thứ 18, gần 2.621 năm, tức là từ năm 2879 đến năm 258 trước công nguyên. Như vậy, nếu như xác định các vua Hùng thuộc họ Hùng đầu tiên ở nước Việt Nam, thì các dòng họ ở Việt Nam đã xuất hiện được trên 4.000 năm, tương đương với sự xuất hiện của các dòng họ ở Trung Quốc. Việc đặt tên kèm theo bắt đầu có từ đời vua Phục Hy vào năm 2852 trước công nguyên. Vua Phục Hy của Trung Quốc đã quy định mọi người Trung Quốc đều phải có gia tính và cấm lấy vợ, lấy chồng trong những người cùng gia tính, có quan hệ huyết thống trực hệ trong ba đời. Đến đời Triệu Dương Vương năm 1112, bị vua Hán Vũ Đế nhà Hán đem quân xâm lược rồi đổi tên nước Nam Việt thành quận Giao Trì và bắt đầu 1.500 Bắc thuộc. Như vậy, có thể nói từ trước công nguyên ở Việt Nam đã có ba dòng họ là họ Hùng, họ Thục và họ Triệu. Trong đó họ Triệu có gốc ở đất Nam Hải, Quảng Đông. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, ở thời kỳ này, kinh tế Việt Nam thuộc vào các thời kỳ đồ đá và đồ đồng. Chế độ quản lý xã hội và chế độ công xã nguyên thủy theo chế độ mẫu hệ là chính. Ngày các vua Hùng 50 con theo mẹ lên núi cũng đã nói lên điều đó. Người đàn ông không có quyền trong xã hội, chỉ có người mẹ mới có quyền. Thế thì tại sao lại lấy họ bố để thừa kế? Điều này trong sử sách của ta hầu như chưa được quan tâm và cũng chưa được giải đáp. Tuy nhiên, theo giả sử chúng ta cũng biết được một điều, đó là vào những năm 40 đến năm 43 sau công nguyên, nghĩa là vào những năm đầu tiên của thời kỳ Bắc thuộc, đất nước Việt Nam có cuộc khởi nghĩa đầu tiên chống quân nhà Hán xâm lược. Chúng ta chưa bao giờ biết người cha thân sinh của Hai Bà Trưng là ai. Chúng ta chỉ biết Hai Bà Trưng sinh ra ở huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc, gia đình có nghề chăn tằm. Chúng ta không xác định được bố của Hai Bà Trưng, do đó không xác định được đầy đủ về dòng họ của Hai Bà Trưng. Rất tiếc đến nay, trong số thống kê các dòng họ ở Việt Nam không có dòng họ Trưng. Ngay cả đến Thi Sách, chồng của bà Trưng Trắc sau khi bị Tô Định giết, dòng họ Thi hiện nay cũng không có trong dòng họ Việt Nam. Nếu có bạn nào xem video này mà mang họ Trưng hay họ Thi thì xin hãy để lại ý kiến ở phần bình luận nhé. Hơn 200 năm sau, khoảng năm 248 sau công nguyên, bà Triệu lại cầm đầu cuộc khởi nghĩa thứ hai chống lại quân Đông Ngô. Theo giả sử, chúng ta biết được bà Triệu quê ở tỉnh Thanh Hóa, sau này lịch sử gọi là bà Triệu Thị Trinh hoặc Triệu Thị Lương. Chúng ta không biết vị thân sinh ra bà Triệu là ai. Trong lịch sử chỉ nói đến tên người anh là Triệu Quốc Đạt. Phải chăng tên Triệu Quốc Đạt chỉ là tên các nhà viết sử sau này đặt ra cho đủ họ và tên? Như vậy có thể nói, ở thời Hai Bà Trưng, bà Triệu, đất nước Việt Nam vẫn ở thời kỳ mẫu hệ. Trong xã hội, người phụ nữ có quyền quyết định là chính. Vì vậy, việc dòng họ tồn tại theo khả năng di truyền từ người cha là việc cần xem xét, khó có thể tồn tại trong những điều kiện như vậy. Ngay cả đến Mai Thúc Loan, Mai Hắc Đế, các sử sách chỉ cho biết mẹ của Mai nhà nghèo phải đi kiếm củi nuôi con và cũng chỉ biết là người làng Mai, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Sau thời kỳ bà Triệu 300 năm, đất nước ta vẫn ở trong tình trạng Bắc thuộc thời kỳ các nhà Đông Ngô, nhà Tấn và Đông Tấn, rồi đến nhà Lương kế nghiệp cai quản. Đến thời kỳ khởi nghĩa thứ ba lập nước Vạn Xuân của nhà Tiên Lý từ năm 544 đến năm 602 do Lý Bí sáng lập. Có lẽ đến nhà Tiên Lý thì các dòng họ ở Việt Nam bắt đầu xuất hiện và từ thời kỳ Lý Bí đã ghi rõ họ và tên trong gia đình. Bố của Lý Bí là Lý Toàn Trưởng Bộ Lạc, mẹ là Lê Thị Oánh người Ái Châu, Thanh Hóa.
Trước thời kỳ Hai Bà Trưng, Bà Triệu, xã hội Việt Nam còn ở thời kỳ công xã nguyên thủy. Thời kỳ mẫu hệ, con đẻ ra phụ thuộc vào mẹ là chính. Tại thời kỳ đó, văn hóa Việt Nam chưa phát triển, chúng ta chưa có chữ viết, do đó sẽ không có cơ sở khoa học để xác định dòng họ được lưu truyền như thế nào. Mặt khác, chúng ta cũng biết rằng sống ở trên đất nước Việt Nam, ngoài người Kinh còn có 53 dân tộc anh em. Trong những dân tộc thiểu số này thì người Mường là một trong số những dân tộc Việt cổ nhất và gần gũi nhất với người Kinh. Trước cách mạng tháng 8, trừ tầng lớp quý tộc họ Lang, họ Đạo của người Mường có tên dòng họ riêng, còn đại bộ phận người Mường đều chỉ có chung một họ là họ Bùi. Ngoài ra, dân tộc Vân Kiều ở Quảng Trị là một ví dụ điển hình về dân tộc Việt Nam không có họ. Trong kháng chiến chống Pháp sau năm 1945, người Vân Kiều lấy họ Hồ, họ của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm họ chung cho dân tộc mình để nêu lên ý chí quyết tâm của dân tộc Vân Kiều quyết theo cụ Hồ đi đánh giặc Pháp. Như vậy có thể nói, thời kỳ xuất hiện các dòng họ ở Việt Nam hiện nay chưa được xác định. Đây chính là một vấn đề tồn tại trong việc nghiên cứu lịch sử các dòng họ ở Việt Nam. Nhiều người cũng đồng ý với giả thuyết sự xuất hiện của các dòng họ Việt Nam hiện nay có thể sau thời kỳ Bà Trưng, Bà Triệu. Ví dụ như dòng họ Lý thời Tiền Lý của ông Lý Bí, tức Lý Bôn. Một số dòng họ lớn khác ở Việt Nam cũng đều có xuất xứ từ Nam Trung Quốc, ví dụ như từ Chiết Giang, Phúc Kiến hay Quảng Đông, v.v. Trong đó, đại bộ phận là dòng giống Bách Việt, không chịu bị Hán hóa di cư sang. Trường hợp Mai Thúc Loan, Mai Hắc Đế, Lý Công Uẩn, Mạc Đĩnh Chi đều không biết bố là ai như vậy. Các dòng họ này sang Việt Nam vào thời kỳ nhà Hán đầu thời kỳ nhà Đường, khoảng năm 600 đến năm 900. Thí dụ như họ Lý, Lý Bí, tức vua Lý Nam Đế, tổ tiên Lý Bí sang Việt Nam từ thời Tây Hán, khoảng đầu công nguyên ở huyện Long Hưng, xã Từ Đường, huyện Thụy Anh, tỉnh Thái Bình. Họ Đỗ thì có Đỗ Cảnh Thạc, gốc Quảng Lăng, Quảng Châu, sang Việt Nam từ thời kỳ thập nhị sứ quân lập nghiệp ở Quảng Oai, Hà Tây. Họ Hồ có Hồ Hương Giật, thủy tổ của họ Hồ ở Việt Nam, Đậu Trạng Nguyên đời vua nhà Hán, sinh quán ở huyện Vũ Tân, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, được cử sang Việt Nam làm thái thú Diễn Châu thời Hậu Hán. Cháu 16 đời của Hồ Hương Giật là Hồ Quý Ly đã làm vua nhà Hồ. Họ Hồ sang Việt Nam chủ yếu sống ở vùng Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Tiếp theo là họ Nguyễn, thủy tổ của họ Nguyễn là Nguyễn Bạc. Trước đó dòng họ này đã từng làm thứ sử Giao Châu thời Đông Tấn, tức là từ năm 317 đến năm 319, sau đó đã ở lại Việt Nam lập nghiệp tại Thanh Hóa. Nguyễn Siêu, một trong 12 sứ quân thời Đinh Bộ Lĩnh quê ở Đà Dương, Phúc Kiến, Trung Quốc, tổ tiên sang Việt Nam từ thời nhà Đường. Họ Trần, Trần Đức, cha là Trần Lãm, một trong 12 sứ quân thời Đinh Bộ Lĩnh gốc quê ở Quế Lâm, Quảng Đông, Trung Quốc, cũng đã sang Việt Nam từ thời nhà Đường. Họ Hoàng và họ Huỳnh thực ra là một họ có chung nguồn gốc và thủy tổ. Họ Hoàng ở miền Trung từ Huế trở vào và miền Nam Việt Nam. Do kỵ húy chúa Nguyễn Hoàng nên họ Hoàng đã được đọc trạch thành họ Huỳnh từ hàng trăm năm nay. Tiếp theo là họ Vũ hay họ Võ. Thủy tổ của dòng họ này là Vũ Hồn, là con trai của ông Vũ Công Huy ở Thường Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc, làm quan cho nhà Đường. Năm 800, ông Vũ Công Huy đến đất Giao Châu, nay là huyện Nam Sách, Hải Dương, thấy phong cảnh đẹp nên đã lấy vợ, sinh con lập nghiệp ở nơi đây. Hiện nay, ở làng Ngộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương vẫn có miếu thờ thủy tổ Vũ Hồn. Bắt đầu từ Quảng Bình cho tới hết các tỉnh miền Nam. Do kiêng húy, thụy hiệu của chúa Nguyễn Phúc Khoát, hiệu là Vũ Lương nên họ Vũ được đổi thành họ Võ. Trong lịch sử Việt Nam, do các điều kiện khác nhau, có nhiều dòng họ phải thay đổi tên dòng họ của mình. Tuy nhiên, sự thay đổi này chỉ xảy ra ở các chi, các nhánh của dòng họ đó, chứ không phải là toàn thể dòng họ đó. Chi nhánh của các dòng họ bị nhà đương quyền khép án tru di tam tộc, v.v. Nhưng hầu hết, sự thay đổi đó đều là chuyển từ dòng họ mình sang một dòng họ khác đã có trên đất nước, rất khó có trường hợp tách hẳn ra thành một dòng họ mới. Vì như vậy, sẽ tạo nên sự nghi ngờ của các quan chức địa phương đương quyền, và như vậy, trong thực tế chỉ làm tăng số người trong từng dòng họ, còn số lượng dòng họ sẽ có rất ít thay đổi. So sánh với số lượng dòng họ ở các nước trên thế giới, số lượng các dòng họ ở Việt Nam không phải quá nhiều. Theo tài liệu nghiên cứu của giáo sư Phan Văn Các, Viện Hán Nôn, thì ở Trung Quốc hiện nay có khoảng 926 dòng họ, ở Hàn Quốc là 274 dòng họ, nước Anh có 16.000 họ, và có nhiều họ nhất thế giới là Nhật Bản với 100.000 họ. Các bạn vừa theo dõi video top 10 dòng họ mạnh nhất Việt Nam hiện nay. Hy vọng rằng các bạn đã được bổ sung thêm một chút kiến thức về lịch sử và về các dòng họ. Xin chào và hẹn gặp lại!